Supersale chấm vn giảm giá nick càng thông tin đến 50% và đặc biệt rằng có bán quân huy giá rẻ. Nếu bạn nào có nhu cầu mua quân huy giá rẻ hay mua nick thì các bạn đừng quên vào Supersale chấm vn có bán quân huy và nick giảm 50% tất cả các bạn ơi. Hello hello, xin chào tất cả các bạn thân yêu và chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Ngày hôm nay thì mình sẽ gửi gắm và dành tặng các bạn một trận đấu siêu phẩm cực kỳ hay. Ngày hôm nay thì cái gì đấy? Cướp lưng à? Này, đừng có bắt mình phải hôm nay phải giờ những cái cầm nắng kỳ nắng cướp thủ lưng ra để hướng dẫn anh em nhá. Rồi, nhắm tiền cái sự cái thằng A đúng. Ôi, hai thằng vô cướp lưng anh em ơi. Đấy, khi tất cả các cái gì đấy nói ta, mẹ cái thằng này láo thật. Trời ơi, có một trận một nấp, nấp. Trời ơi, mẹ cái thằng này chơi ác thật. Rồi, một mạng. Khi các bạn gặp Natalia và Arum thì chắc chắn các bạn sẽ biết được rằng 8-90% là nó sẽ cướp rừng các bạn. Vậy thì trong cái pha vừa rồi các bạn hãy nhìn thấy mình làm được gì ạ? Cái việc đầu tiên đó chính là mình sẽ phải ăn tập trung con bùa xanh các bạn nhé. Mình sẽ tập trung cao độ nhất để trừng phạt con bùa xanh và khuyến các bạn khi gặp những cái tình huống như vậy các bạn không bao giờ được đánh tướng trừ khi farm xong cái con bùa các bạn nhé. Đấy, bây giờ thì mình sẽ phải qua bên khu vực bùa đỏ và farm. Và chắc chắn rồi, nó cướp một lần sẽ có cướp lần 2. Và cướp lần 2 sẽ có cướp lần 3. Và cướp lần 3 rồi thì các bạn hãy nhìn cái cách nó áp lực mình này. Hầu như cái game này nó sẽ để cho thằng Phoenix farm và nó sẽ đập thọt mình thọt như con lọt trọt luôn. Và đường tiến của mình thì ôi, máy có một mạng anh em ơi, thôi tè chứ bà, rồi chạy thôi, cái phá này không làm được một cái gì hết anh em ạ. Cái bọn này là nó đánh cái bài là cái ôm bom cảm tử mình chết rồi. Vậy thì ôm bom như thế này thì chúng ta sẽ có một cái cách gỡ như thế nào? Đơn giản thôi, đó chúng là chúng ta chỉ tập trung farm được cái con quái rừng ở trong bùa nha mình ấy thì nó sẽ càng bị thọt. Tại vì sao lại như vậy? Bởi vì mục tiêu chính của nó sẽ là cướp rừng của mình thì mình sẽ phải tập trung ăn những con bùa của mình càng sớm càng tốt, hoặc phải trừng phạt thật chuẩn thì nó sẽ thọt. Đây, tao phải nick vào này. Từ con bùa nha, bùa nha. Đấy, trừng phạt con bùa rồi, té từ rồi, tao dầm chết mi luôn. Đừng. Mẹ cái thằng này lão thật. Đấy, khi mình ăn xong những con bùa rồi thì cái việc quay trở lại trả sát thương cái bọn này là tao dầm chết tao cay lắm đó. Đấy, cho nên là khi tất cả đây là bị cách cấp bùa gọi là cấp độ khó cấp độ 1 thôi, nó vẫn chưa gọi là khó lắm bởi vì là mình đang có đồng đội hỗ trợ. Những cái việc đồng đội hỗ trợ chỉ là một phần quan trọng nhất là chúng ta chơi như thế nào. Thì mình sẽ cho các bạn cái kinh nghiệm quý báu nhất khi team địch vào cướp rừng thì cái việc quan trọng nhất muốn chiến thắng không phải là giết mảng nó. Chiến thắng ở đây là chúng ta phải trừng phạt được cái con bùa chủ lực, đó là con bùa xanh hoặc bùa đỏ. Khi team địch quá cướp bùa mình rồi mà nó không ăn được con bùa xanh bùa đỏ, ủa trời cha là trời, cái thằng Nata ủa cái bọn này nó ba cái hốt một ạ, khiếp ạ, ủa cha ơi. Thôi thì anh ơi, thề luôn cái cuộc sống này thì tao mà không dầm ý, tao không làm là cường lao luôn. Cái thằng Nata nhá, mình cái thật không biết mình có làm cái thù hằn gì nó không. Ủa tao phải nick lại anh em thấy chưa, đồng đội nó áo tu vào rừng mình để cảm tử mình, nhưng mà khổ lắm, nó lại gặp cường lao anh em ạ. Gặp cường lao trong 69 kế sách thì kế sách thù rừng thứ 45 đấy, mình đọc bánh bách luôn đấy, rất là đơn giản easy các bạn. Và trong phút đấy là phút từ gần phút từ 4 rồi thì trong các tớ rừng thì mình đã thù được rất là nhiều và team địch nó không gây được thọt cho mình. Và các bạn biết rồi đấy, khi mà nó không công được mình thì mình sẽ phải công lại nó. Đấy, ra đâu game, đây là đi đánh đơn cho nên cái từ bình tĩnh mình còn chưa bá phạt. Đấy là biết tao có biết bay đó đâu, bay đi đâu nè. Đấy, khi nó không thể cướp được rừng mình được nữa thì mình sẽ quay ngược lại phản gánh nó. Tại vì sao là như vậy? Khi team địch cảm giác nó không cướp được mình ấy, thì nó sẽ bỏ mình ra. Và đó là cái thời điểm mình sẽ mạnh nhất trong à cái thằng A trúng vừa tới là hai thằng anh em ạ, khổ thật ý. Mẹ dậy giờ vứt từ nắm nữa nó vẫn cướp. Đấy, không sao, tí là mình sẽ sập nó. Đấy, thời điểm quay trở lại trận đầu tốt nhất đó chính là khi chúng ta có một build đồ rừng các bạn nhá. Và khi trong tinh thế này chúng ta đi gánh như nào, chúng ta sẽ bỏ cái đường rồng luôn và tập trung gánh những cái đường mà team địch đánh cá, chẳng hạn là Florentino này. Đấy, từ đầu game đến dư mình không có gánh được đi đâu cả thì cái việc những cái đường của nó đánh cao là cái điều tất yếu. Mà khi vào cái điều tất yếu thì chúng ta sẽ tập trung gánh một cái thằng nó đánh hồ bào, nó gọi là nó chả coi ai ra gì các bạn. Chẳng hạn thằng Florentino nhá, nó cảm giác không bị binh gánh cho nên nó cảm giác như nó đánh rất hồ bào, nó đánh không sợ cha con thằng nào cả. Cho nên
mình sẽ tập trung gánh Florentino hoặc các buổi trận đấu của tất cả các bạn khi gặp Cước Rưng, thì các bạn sẽ chọn một cái đường là cái thằng đánh hồ bảo nhất chúng ta phản gánh. Chắc chắn nó sẽ chết ở đây. Lý do vì sao ạ? Lý do vì nó rất là khinh thương team mình, bởi vì nó nghĩ team nó vào cướp thằng rừng nó rất là thọt, có lọt trọt rồi. Rồi cộng thêm là nó chất tưởng nó hơn, là cho nên cái việc hồ bảo nó rất là hồ bảo, cho nên là nó không sợ. Cho nên cái việc chúng ta sẽ chọn một cái đường để mà đập chết cái sự kiêu ngạo của nó, là chúng ta sẽ giành chiến thắng trận đấu này. Khi chúng ta cái lệch lợi thế ở một đường rồi, thì chúng ta sẽ dần dần quay ngược trận đấu thế vào thế ngang bằng. Khi ngang bằng rồi thì chúng ta sẽ áp dụng những kế sách mà những clip cương lao bay đấy hướng dẫn đấy, đó chính là khi vào giữa game thì những vị tướng sát thủ sẽ đóng cái vai trò là bắt lẻ chủ đạo của team địch như thế nào, di chuyển vào trong các bụi rậm hoặc tiến vào rừng team địch để bắt lẻ. Rồi về cuối game đây, các bạn thấy chưa, đây chắc chắn nó không về, thằng này không về đâu, hổ bảo mà. Này các bạn tin mình không, tin đấy, anh em thấy chưa, anh em tin cương lao chưa, nó không về. Nếu mà trận đấu này mình không bị cướp rừng ấy thì đi gánh được floor rất là khó, bởi vì nó sẽ chủ động quan tâm mình, các bạn hiểu không? Nhưng mà bây giờ nó đang chủ quan bất kể một trận đấu nào như vậy đó. Ôi trời ơi, còn bằng sướng, ôi quên nhấp cái phá để anh em ạ. Đấy, khi một trận đấu mà thì cân băng thì nó không bao giờ đánh cá, bởi vì nó sợ thương thương gánh. Nhưng trận đấu này thì cảm giác như nó thấy mình bị đe như vậy đó, nó nghỉ không thể nào gánh được, thì cái lúc mình phản gánh đấy là cái lúc chết người của nó. Cho nên là các bạn phải đến nhớ với mình, giai đoạn đầu game khi bị cướp rừng, cái việc quan trọng nhất đó chính là các bạn phải cố gắng tập trung ăn con búa xanh và con búa đỏ, hai con quái lớn, quái nhỏ rất quáng điểm được đấy. Ăn hai con quái lớn để làm như thế nào, tâm lý, đây gọi là đánh vào cái đòn tâm lý của nó thôi. Con thọt thì mình chắc chắn sẽ thọt, nó không thể thoát khỏi thọt đâu đấy, không thể thoát khỏi từ thọt, nhưng chúng ta sẽ quý tâm lý. Các bạn hãy tự đặt các bạn đi cướp rừng đi, các bạn cướp rừng kia mà các bạn cướp con búa xanh đều xịt, cướp búa đỏ đều xịt, thì nó sẽ vá vào cái tâm lý của các bạn khá là nhiều đấy. Cho nên là các bạn phải tập trung cho mình, trừng đầu tiên phải ăn cho mình hai con quả to của ăn trừng phạt. Khi trừng phạt xong các bạn sẽ quay để lại phám thôi, bởi vì chúng ta thọt mà, thọt chúng ta sẽ phám cho chúng ta sẽ chờ nó vào cướp đợt hai, thì lúc đó sẽ có đồng đội của mình và chúng ta sẽ đánh vào những tập trung đánh những cái thằng nào yếu nhất, không đánh được thì thôi. Khi không đánh được đấy, mình sẽ vào trong cái tình huống không đánh được. Từ cái phần này mình có băng xương rồi này, sát thương tao còn bay đi đâu, bay đâu chưa ai đâu, tao sập mày chết luôn gì đấy, bọn này lào thật các anh em á. Đấy cái này bị cấp lưng một phát, nó chả coi ai ra gì luôn đấy, không coi ai ra gì cả đấy, coi cương lao như con của nó vậy, đánh lào đây bắn hên rồi chưa một có ha. Đấy, khi các bạn thủ được ở giai đoạn đầu rồi thì các bạn sẽ tập trung chọn một đường. Nếu đường rồng của nó mà đánh kiểu cảm giác hồ bảo, nó mình nghĩ đường rồng nó cũng giảm đánh hồ bảo đâu. Tại vì sao mình được khuyến các bạn đánh được kinh cốc, bởi vì thằng sơ pê nó tập trung di chuyển cùng với thằng mít nó đi cướp rừng thôi, cho nên thằng AD của nó không bao giờ dám AD nó không bao giờ dám đi gánh đâu hoặc đánh cao đâu. Cho nên cái đường tốt này không về, thằng này không về đâu, nhìn này đấy các bạn thấy chưa, rất hồ bảo, nó đánh kiểu không có ai ra gì luôn. Mà trong cái cách đánh không có ai đã gì như thế này thì mình giết chết nó như bóp một quả cam luôn các bạn nhé, rất đơn giản thôi. Chúng đấy lời thế đấy chứ đâu, cho nên các bạn hãy nhớ rằng chúng ta sẽ tập trung thủ ở giai đoạn đầu không cấp sách, và chúng ta sẽ tập trung phản gánh, cố gắng phám nhanh xong phản gánh cái đường kinh cốc nó đánh xe hồ báo để chúng ta có thể là lệch lời thế. Khi lời thế trận đấu cân băng nó như nào ạ, thì như cương lao vừa nói luôn, chúng ta sẽ áp dụng vào những trận đấu sát thủ mà mình luôn hướng dẫn, đó là cách bắt lẻ, cách di chuyển vào những khu vực trong rừng của nó, hoặc chúng ta sẽ di chuyển bắt lẻ chắc chắn rồi. Karinak là một vị tướng mỏ có con bó bắt lẻ, hầu như là một con bó nó dồn đơn lẻ tạo sọc nó chết luôn, nó phải lỗ vớt vớt đấy đấy. Cho nên là dồn một mục tiêu rất tốt đấy, chúng ta sẽ sử dụng nó vào những khu rừng để bắt lẻ. Còn về khi combat late game thì nó sẽ như nào chắc chắn rồi. Khi về late game, Karinak sẽ một combo chết một vị tướng, mà Karinak thì nó sẽ không phù hợp với combat tổng. Vậy Karinak sẽ chơi như thế nào? Clip này mình sẽ nói cho các bạn hiểu luôn. Là khi combat tổng thì chúng ta sẽ chắc chắn phải ke vào những mục tiêu chủ lực. Florentino, next. Thằng CP, next. Rồi, team là con ba chủ lực, Natalia, Phoenix và Van Heen. Rồi, chúng ta sẽ tập trung vào ba mục tiêu đấy. Thì tập trung vào ba mục tiêu để chúng ta sẽ chọn như thế nào? Đấy, thì là chúng ba mục tiêu để thằng nào mình vào được hoặc thằng nào đứng lùi vị trí thì chúng ta sẽ xỉa nó thôi. Các bạn hãy nhớ nhá, sẽ chia ra thằng nào chủ lực của nó, mà chủ lực đó nào mà dễ vào nhất hoặc vị trí đứng lùi nhất thì chúng ta vào, chứ không được chọn thằng này thằng kia.
để mình mất đi nhiều cơ hội. Đấy, bởi vì vốn gì đang một combo Karnak sẽ giết được một vị tướng, chứ không thể là diện rộng được. Cho nên hãy tập trung giết một từng vị tướng một, giết xong chúng ta lui. Còn chưa bá thì chúng ta vào. Cho nên tuyệt đối hãy nhớ rằng combo Karnak có chưa bá chúng ta được vào combat nhá. Hãy nhớ cho mình điều này nhá. Đấy. Rồi bây giờ bắt lẻ đơn giản thôi, bắn hay in thôi, lùi ra, đây đơn giản. Thằng nào đứng lồi vị trí thì chúng ta sẽ vào thôi. Đây là phút thứ 10, chuẩn bị 11 của game thôi. Mình nghĩ trận đấu này sẽ có những cái pha late game, thì mình sẽ có thể là hướng dẫn các bạn cách bay vào như vậy. Trời ơi, nảy dư thực sự là cực kỳ gọi là ôi dồi ôi, cái là trời mà anh đủ đám ạ. Trời ơi, cái tàu dồn mi luôn nhỉ. Này, nảy dư hôm nay tôi cảm giác chạy máy quá mà quên hướng dẫn, quên chỗ, không biết anh em nào quan tâm hay không. Anh em có nhu cầu muốn nick thì đừng quên là nhắn tin vào số Zalo ở phần ấy cho mình nhá. Đấy, mình luôn xuyên suốt nhắc các bạn trong một clip rằng các bạn có nhu cầu muốn nick hoặc anh em bạn bè cô dì chú bác nào nhu cầu muốn nick thì đừng quên hãy nhắn tin vào số Zalo giúp mình hoặc là lên shop mersung.vn các bạn nhá. Đấy, muốn nick ở chúng mình thì luôn luôn đảm bảo cực kỳ tuyệt vời. Còn Quân Huy thì ra năm ra Tết thì khả năng mới có, thì lúc đó mình sẽ nói sao. Còn hiện tại bây giờ Quân Huy không có. Cho nên các bạn nào nhu cầu muốn nick thì hãy cố gắng là nhắn tin qua cho mình nhá. Mình sẽ hỗ trợ và nói chuyện trực tiếp với tất cả các bạn. Còn bây giờ thì trận đấu đến phút thứ 12 rồi, cũng là tầm 12 rồi, thì đấy cái giai đoạn nó hầu như là phải có mắt giáo tránh khá nhiều. Bắt lẻ thì không còn là cái điểm mạnh của trong một trận đấu nữa. Trong một trận đấu thì bắt lẻ tốt nhất của nó thì vào giai đoạn tầm từ phút thứ 10 cho đến trở về đến phút thứ 6 là thời điểm bắt lẻ tốt nhất. Đấy, cho nên là bình tĩnh anh em, thực sự hết sức bình tĩnh nhá. Từ từ, ở đây mình phút thứ 12 này. Đấy, mình sẽ đi bắt lẻ đây, vòng đây. Bắn in. Ôi giời, nó tốt biệt luôn. Ôi trời, nó lừa mình anh em ạ. Thôi phải chấp nhận anh em, có vấn đề gì hết. Những cái pha này chúng ta phải chấp nhận thương đau, ôm thương đau thôi. Đấy. Vậy là clip dạo gần đây thì gần Tết rồi, cho nên là mình sẽ cố gắng 2 ngày cứ cách một ngày ra một clip để có thể là mình cũng có kiểu cùng việc nhà, việc gia đình. Đôi cũng là tránh thủ làm clip. Còn nói chung là phải ra năm lại thì bắt đầu mình sẽ cắm bách lại và live stream ở trên nền tảng Facebook. Nói chung là mình cái đợt mình tính là live trên app ấy, nhưng mà thôi dù sao thì cũng quay lại cái Facebook. Nói chung mình quay trở lại công ty thôi thì cũng cố gắng làm. Nói chung là mong anh em ủng hộ. Nói chung là khi làm clip thì mình cũng có thể là cố gắng một ngày ra một clip cho anh em. Đấy, hoặc là thỉnh thoảng thì có thể là cắt vài cái highlight live stream dành tặng cho anh em. Cho nên hy vọng anh em vẫn còn ủng hộ mình trong năm tới. Và trong năm tới thì mình nghĩ là mình sẽ có nhiều cái rất là hay ho. Có thể là khiến các bạn như thế nào là. Đấy, thằng bắt lẻ thôi, các bạn thấy chưa? Đấy, sẽ khiến anh em không bao giờ thất vọng để cơn lao đó. Đấy. Rồi, ok, bây giờ là phút thứ 13 rồi. Chuẩn bị, ấy các bạn nhé, chúng mình có mắt tổng. Có mắt tổng thì Karnak các bạn biết rồi. Chúng ta sẽ, như mình vừa nói, chúng ta sẽ tập trung ba cái gì từng chủ lực của nó. Và thằng nào đi lồi thì chúng ta sẽ bắt. Rồi, bây giờ thì làm thế nào để có thể bắt được thằng bị tướng đi lồi đấy? Thì cái việc đơn giản, đầu tiên thì chúng ta phải dấu sai. Dấu sai là như thế nào? Dấu sai chúng ta sẽ di chuyển vào những cái nơi ban hình tối và khiến tím địch không thể phát hiện cái sai của mình ở đâu. Đấy, ôi, địch này. Đây, cái pha này nhảy đấy chết nhưng mà không đủ tâm. Đấy, dấu sai là chúng ta có thể di chuyển khiến tím địch không thể thấy mình ở đâu cả. Mà khi tím địch không thấy mình ở đâu thì cái việc mình di chuyển hoặc là áp sát mục tiêu nó dễ dàng hơn. Khuyến cáo các bạn nhé, không bao giờ được lao vào combat giao tranh mà đứng trước mặt của nó các bạn nhé. Không bao giờ đứng trước mặt, vì khi các bạn đứng trước mặt ấy, ôi cái pha nhảy lội chứ, ôi cái pha nó nhảy lội đấy, đánh bọn ấy đánh rất là hồ báo nhé. Đấy, phút thứ 14 rồi, chuẩn bị có mình sẽ làm một pha combat tổng rồi cho anh em xem nhé. Và xin chúc anh em thật nhiều sức khỏe và mình nghỉ clip để kết thúc rồi. Và các bạn đừng quên bỏ lỡ cái pha chuẩn bị này, mình sẽ có bắt tổng để anh em xem. Hẹn gặp anh em ở clip sau nha, và tất cả bạn hãy mãi yêu, bye bye. Yeah.
October. The leaves were falling just like me when it was over. One more day of sorrow and I'll struggle to stay sober. Hope to see you later when I get older. Dream, no, I can see myself looking like you.